Nay chuẩn bị buổi chiều mình đi gài bẫy các bạn ơi. Nay màu huyền thoại mình là mít. Đó, mình vô sẵn bẫy rồi nè các bạn. Nó tái bự chán luôn, mình thấy nó ra. Dẻ nó ra cái mình vô đây hết rồi. Mình là chơi mít không các bạn. Đó, bao nhiêu bẫy nè. Nay mình gài có hai mấy cái nha các bạn. Rồi chúc cái mình đi gài cái các bạn đợi sáng đi thăm bẫy mình các bạn. Rồi chào các bạn nha. Sáng nay 27 mình tiếp tục nữa các bạn ơi. Các bạn thấy sáng lẹ không? Mới đầy sáng rồi ha. Mình kè cặp mấy sông nữa các bạn. Thấy mấy sông cũng im quá nè. Xuống này đầu tiên nha các bạn. Đầu tiên mở hàng cái cho ngon hết các bạn. Đầu tiêu rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Đây các bạn ơi. Dính luôn các bạn ơi. Đó, đầu tiên vậy là có lý nha các bạn. Sáng sớm tổ mít chín nữa các bạn ơi. Thơm phức luôn. Tái này chín rồi. Quá trời thơm. Rồi dính nữa các bạn ơi. Đó, cái thứ hai nha các bạn. Cơm cơm cơm. Hai cái mà mới hàng vậy là sáng là thấy là ngon hết các bạn. Còn cái này bụi cỏ nè, cái gì thấy cỏ gung gung đây, cỏ gung gung các bạn. Cống các bạn ơi, cống cống cống. Vô rồi, vô rồi, thấy cỏ gung gung mày sao mày cống mày các bạn. Ôi rồi, rồi sáng có hàng luôn các bạn ơi, sáng có cống cống nữa. Rồi rồi, nay vô rồi bạn ơi. Con này chắc 300g ạ. À. Cũng bự nữa bạn. Rồi rồi, sáng có cống. Sáng sớm mà có hàng nữa các bạn. Sáng sớm là mình có cống khìa các bạn ơi. Vô cái lùm đây nè. Cái lùm cặp mấy sông thấy cũng ngon nè. Đây mình dòm từ xa coi. Rồi không dính các bạn ơi. Còn trên cây kìa. Không sập. Cống cống coi. Đem hồ lô nữa, y như nãy nữa coi. Khét 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 khét. Khét khét. Xem gù các bạn. Không phải đồng tính như vậy. Rồi không sập các bạn ơi. Chỗ này cũng có luồng ngon quá. Mình không sập rồi. Ừ, ăn hết mồi luôn. Ngay góc dừa các bạn ơi. Thì có dính kìa. Ngồi trong ngóc. Ô chuột nhỏ các bạn ơi. Chuột nhỏ cũng phóng lên đây nữa. Các bạn thấy không? Ở đây mình dỡ luôn. Chuột này gì gầy gắn nữa các bạn ơi. Hơn chút nữa các bạn. Rồi dính luôn các bạn ơi. Trên cây các bạn thấy không? Để mình dỡ xuống nè. Này các bạn. Trong bụi tre tối hui rồi. Nên ra ngoài sáng nè. Đó. Đèn nghinh luôn. Cơm cơm cơm. Sáng nay trời mát mẻ các bạn ơi. Lúc này cũng bớt bớt mưa rồi. Có điểm cái hơi chuyển không dám đi bẫy. Cái này sao? Ủa đúng tiêu ơi. Đây nè các bạn ơi. Trời ơi nó thôi. Nó lòi lúc xuống này. Chút nữa rớt xuống sông rồi. Mày hả mày. Chút nữa rớt xuống sông rồi các bạn. Nè. Trời ơi chẳng chà bá luôn các bạn ơi. Chẳng thần chẳng thần. Đó. Bỏ nó đây đi, để mình xuống cái này luôn các bạn ơi. Cái này sao em gu rồi dính luôn các bạn ơi. Thấy cái cây này nhịp nhịp nè.
chạy hay em chạy hay em này vô các bạn ơi. Đây. Cơm nữa, chán thần nữa các bạn ơi. Cơm cơm. Sáng là thấy có cống có cơm là thấy ngon các bạn. Sáng sớm. Đây, hai chú. Đó, đã chưa? Rồi mình kinh cho nó dạo tụng luôn. Chung với cái máy sòng mình cũng có để một cái nữa các bạn. Nghe bụi chuối nè. Sao khoai bụi chuối thì đây bụi chuối không ta? Nó tuyệt vời. Rồi có sập men. Rồi dính các bạn ơi. Chắc cơm quá. Chắc cơm, cà lâm cơm cơm nữa các bạn ơi. Y từ từ cái tợt nha. Chúng sòng nó cẩn thận mà dính các bạn ơi. Đây, đây, đây. Đây, đây. Cơm chà bá luôn các bạn ơi. Nó bự, nó mập hù lù luôn. Để mình dở nha bạn. Hù lù luôn. Ôi giờ nín các bạn ơi. Buổi sáng này cơ bộ ngon nha các bạn ha. Sáng này thấy làm ăn được à. Sáng này thấy dở cái gì là có lý rồi đó. Cơm cống có đủ. Rồi ngay gốc dừa. Bây giờ mình quay tay. Lú đầu coi hú. Rồi không dính các bạn ơi. Vậy cứ đóng đóng không dính. Tại con gì nữa. Tiếp rồi. Ôi ơi. Hết hồn hết đĩa nữa. Này bạn. Ngày, ngày, ngày gốc dừa ngon quá các bạn ơi. Gì mà không có. Uống thiệt uống thiệt. Không bợ con nữa rồi. Xuống bụi tre luôn các bạn ơi. Bụi tre cũng có đợi cái. Năng xài nó cắn phần nửa quá trời. Gì mà nó không vô bẫy các bạn ơi, nó khôn quá. Thấy hình luôn mình chơi cái mini lùng bẫy lùng. Với cái lùm này mình có để ăn cái nữa nè các bạn. Thấy im quá mà để lúc như này luôn. Trời ơi dựng đinh nè, đinh lú lú nó thấy ghê đó các bạn, mà dục gác á, đạp lên cái này nó lúc trong này gì cũng không dính nữa thì cũng ngon ghê luôn á, không sập luôn các bạn, nằm chui vô đây, với mé này cũng có một cái nữa các bạn, mình tải dài dài mấy cái mé này nhiều lắm, lúc trên kia luôn, cứ đi tới hoài cái mình xuống là mé hoài luôn, không sập mà không dính các bạn ơi. Kỹ ta chắc cộng nó vô rồi đó, cộng vô nó quậy rồi. Trời dính nha bạn, tập mà không dính ngay gốc dừa nữa, lấm cái coi đâu rồi. Ô tiêu rồi, tiêu rồi các bạn, rồi dính ngang, dính ngang quấn quấn cái đuôi. Quấn cái đuôi tàu gỗ đen phù lùi các bạn ơi, quấn cho nó hai gác không nặng hơn cái bẫy nữa, nhưng phù lùi thì quấn cái đuôi rồi đó. Qua dưới đây mình thấy có cứt ỉa nè các bạn, cứt chuột này á mình vẹt lên mình thấy rồi, mà mới có vô bẫy hay không chứ. Có nè bạn ơi, chạy hay em chạy hay em. Mình thấy nỉa cứt. Cơm còn lắm, cơm cơm nữa các bạn ơi. Ngay lùm mấy xong thấy có lý không bạn. Thấy cái lùm cũng im quá nè các bạn. Rồi tất lớt các bạn ơi. Tới đây là mình chơi gặp bự không rồi đó. Có một hai cái gặp nhỏ à. Ở trên này lùm nhiều quá. Mình chơi gặp bự nó an toàn. Khi gặp cống khủng thì sao các bạn. Mấy cái lùm chỗ này đã quá trời đá mà sao không thấy
cái gì trời. Rồi sạch mà không dính nữa bạn ơi, ngay cái luồng đi luôn. Cái gì? Sạch mà không có dính. Đó, mít nó cắn luôn các bạn. Nhầm chừng. Này cái chuột nhỏ các bạn ơi. Xuống kệ, dưới mé được bạn ơi. Cái mé này có cơm. Rồi có các bạn ơi. Có chút nhỏ xíu nữa. Ui nhỏ xíu các bạn. Ồ cũng được cái đầu nhỏ các bạn. Thấy thấy từ xa chứ. Bên kia dừa nó bao nó qua đó. Ừ. Chú dỡ bẫy con. Đây cái này khe khe coi. Khe khe. Ui không khè thấy còn y thinh nữa bạn ơi. Chỗ này ngon quá, chơi gặp bự. Nè các bạn. Gặp bự gì chết, chắc cú mà. Trời thì dính con khủng các bạn, chơi gặp nhỏ thì nó. Nó cắn hư vậy. Lùm đã quá trời. Rồi đó, nhìn từ xa hay đập không dính nữa đó. Rồi, cái này tất bốt nữa các bạn ơi. Đập mà không dính nữa. Kì vậy. Nói chung này cũng im lắm các bạn. Nè các bạn thấy không? Nhìn từ xa bên kia mình thấy rồi. Thấy lúa cái này cái móc lên mà. Không thấy đen hồi lùi gì trơn. Khi khò khò rồi. Đã. Nữa rồi, thấy sập nữa chứ không dính nữa gì. Rồi có các bạn ơi. Tàu vừa cơm các bạn ơi. Hơi chỗ quá từ đã. Những chục cơm. Vô gặp chà bá. Gặp này mình để bẫy cống khủng mà nó vô luôn các bạn. À, con bự nè, hay kệ mày vô bẫy rồi. Lụm luôn các bạn ơi. Mình có để một cái giữa trong cái lùm nữa các bạn. Giữa trong lùm đó. Mấy chỗ này mà mấy anh em nghề gắn á, vô đây là hết sấy luôn. Chỗ đã không mình đi không rồi mấy chỗ rồi đó. Mà mình thì gầy gắn mình gầy có 2-3 cái gần vòng nhà chứ không có gầy nhiều các bạn. Nên mình không có quay. Tàu tướng đen làm hết hồn hết vía. Được cơm nữa các bạn ơi. Thấy từ xa nhíp. Làm hết cả hồn các bạn ơi. Chú cập cũng không bự nữa. Đâu mới để à hôm các bạn. Mới nói cái anh em gầy gắn đi. Có chuột gầy gắn liền ha. Hồi chuột mấy em gắn khoái lắm ạ. Vừa luôn. Ừ vô bể bự không có chịu à. Bể nhỏ không chịu các bạn. Khè khè coi. Chú ơi. Chú ơi. Rồi không dính các bạn. Còn y khinh ngay cái luồng ngon quá. Ở dưới cái mé mường lên các bạn. Đây đặt túm cũng ngon đúng không ạ. Đi không à? Cái đằng kia không dính mà lại cái này quá hên không các bạn. Hai cái đầu kia, cái đầu này, cái đầu kia không có rồi. Y, đen hồ lùi, đen hồ lùi nha. Tàu ơi. Các bạn ăn dâm nè. Tàu ơi. Chút cơm các bạn ơi. Cơm nữa. Cái chỗ quằn lắng vô nhưng mà thiệt là tình. Làm hết cái hồn. Cơm các bạn ơi. Xuống cái lùm ngay đây luôn các bạn ơi. Lùm quá chim. Rồi cơm nữa các bạn ơi. Cơm cơm lùm cơm nữa rồi. Thôi hết thùng bự nha. Để mình lấy hai cái đằng kia nó hết nha các bạn. Đứng từ xa thấy có sập nữa rồi các bạn. Cơm nữa rồi. Mà không biết bự hay nhỏ à. Mấy cái lùm ngon sao nhỏ nhỏ không trời.
ơi, là một bầy nữa sao kỳ. Chết rồi. Nó bán vô nè. Nguyên bầy nó luôn sao? Lứa không? Bó tay thiệt. Cái này luôn các bạn ơi. Cái này nó cái cuối cùng rồi. Rồi ba cỏ nó cắt ngứa các bạn ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Như thằng này. Ủa? Trời ơi. Đập văng cái bẫy rồi tới đằng đây luôn. Tung ra được các bạn ơi, chỗ này bự nè. Trời ơi, cũng nhum. Cái lông dày sọc luôn. Dính cái lông dính như bẫy các bạn. Thiệt là tình, nó nằm ngang vậy là phải rồi. Chút nữa có hàng nữa rồi. Uổng quá các bạn ơi. Cái lông dính vô bẫy này dài mình biết luôn mà. Vậy sắp. Hồi gình luôn cái đáy. Rồi các bạn ơi, mình chắc cho nó gọn như cái vỏ rồi đó. Giờ mình về mình soạn coi dính được bao nhiêu con các bạn. Này được 16 con các bạn. 16 con. Có bự có nhỏ. Này vô cái khúc các bạn ơi. Này ngon ngon rồi. Sáng thấy gung gung cỏ là em này đây. Gung gung cỏ là thấy là khoái rồi đó. Đang nghinh luôn. Đã các bạn ơi. Này vô mánh này. Đó. Tổng thành quả buổi sáng nha các bạn. Hay đã không? Ngon lành cành đào luôn. Rồi, chúc các bạn vui vẻ nha.